Sự việc xảy ra vào khoảng gần trưa ngày 5 tháng 9. Lúc này, người dân phát hiện hai thanh niên đến dừng xe trước phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank, chi nhánh thị xã Ninh Hòa, nằm trên đường 2 tháng 4, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Khi các nhân viên và khách hàng đang tiến hành giao dịch, thì một nam thanh niên vào trong dí súng, khống chế những người xung quanh yêu cầu đưa tiền. Các nhân viên giao dịch phía trong lập tức bấm chuông báo động. Bị phát hiện, tên cướp còn lại ở ngoài đã cầm súng uy hiếp. Tên cướp bên trong cũng kịp thời thoát ra ngoài, cả hai lên xe bỏ chạy. Bị bảo vệ chống trả cùng người dân trì hô cướp, một trong hai tên cướp đã bắn một phát đạn nhưng may mắn không trúng ai. Một số người cố đuổi theo nhưng không kịp. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một khẩu súng tự chế và một viên đạn nằm giữa nền. Lãnh đạo ngân hàng cho hay khi xảy ra vụ cướp ngân hàng, phòng giao dịch có hơn cả chục người cùng với ba người bảo vệ. Tên cướp giả là khách hàng vào phòng giao dịch nên an ninh đã không phát hiện. Hai tên cướp gây án rất nhanh và cướp đi tiền trong khi ngân hàng đang giao dịch. Hiện cơ quan công an vẫn đang khẩn trương điều tra và truy bắt hai tên cướp táo tợn này. Thưa quý vị, trên màn hình của chúng tôi là cây cỏ Mỹ hay còn gọi là cỏ voi tím. Và ít ai biết được là đây chính là một loại ma túy gây nghiện cũng như là nhiều loại ma túy khác. Điều đáng lo ngại đó là một bộ phận giới trẻ xem cỏ Mỹ, ma túy đá như là thần dược để vui chơi thâu đêm suốt sáng và hậu quả xảy ra không ít vụ việc đau lòng. Và mới đây nhất vào sáng nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa tạm giữ cặp vợ chồng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gây hại này. Theo đó, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra tại một phòng trọ trên đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá thì bắt quả tang Nguyễn Thế Tường 39 tuổi và Nguyễn Thị Đẹp 43 tuổi cùng ngụ tỉnh An Giang là hai vợ chồng đang phân chia nhỏ ma túy là cỏ Mỹ hay còn gọi là cần sa tổng hợp ra các bịch ni lông để bán cho các con nghiện. Tang vật thu giữ gồm 0,2 kg, 200 g cỏ Mỹ, gần 7 triệu đồng và một số dụng cụ phương tiện có liên quan. Tại cơ quan công an, cặp vợ chồng này khai nhận số ma túy trên được đặt mua qua mạng xã hội rồi chia nhỏ ra bán lại cho con nghiện tại phòng trọ với giá mỗi bịch nhỏ là 50.000 đồng, nhưng lần này chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt giữ. Hiện công an thành phố Rạch Giá đã tạm giữ hình sự Đẹp và Tường để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Thưa quý vị, một thông tin nóng mà chúng tôi vừa tiếp nhận từ công an thành phố Cần Thơ, đơn vị này cho biết vào hôm nay đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác tội phạm về việc ông Võ Tấn Hùng, 53 tuổi, ngụ quận Cái Răng, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chữa bệnh bằng phương thức mê tín dị đoan. Sau đây là chi tiết vụ việc, xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo cơ quan điều tra, hiện có rất nhiều người đến tố giác bị ông Hùng lừa đảo thông qua việc chữa bệnh bằng phương thức mê tín dị đoan. Rất nhiều nạn nhân tìm đến ông Hùng nhờ chữa bệnh. Tuy nhiên khi trị bệnh, ông Hùng nói muốn hết bệnh thì phải cúng tổ thần linh bằng những tài sản có giá trị. Được biết, ngành y tế và chính quyền địa phương đã kiểm tra, yêu cầu ông Hùng dừng việc khám chữa bệnh vì thiếu cơ sở khoa học, hoạt động không giấy phép và tụ tập đông người. Nhưng ông vẫn không chấp hành, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị, được biết dù đã bị chính quyền địa phương lập biên bản, ông Hùng vẫn lén lút hoạt động. Cơ quan điều tra yêu cầu những ai đã đến nhà ông Hùng với mục đích chữa bệnh và bị chiếm đoạt tài sản thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ trình báo hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693 672 214 để được hướng dẫn. Những ngày vừa qua tại đất nước Nhật Bản, người dân đang phải gồng mình hứng chịu sự tàn phá của siêu bão Sebi, cơn bão mạnh nhất tính từ năm 1993 đến nay. Thế nhưng sáng nay trên đảo Hokkaido của quốc gia này xảy ra thêm một trận động đất kinh hoàng, gây sạt lở và chôn vùi nhiều nhà cửa. Siêu bão Sebi trở thành cơn bão đầu tiên được cơ quan khí tượng xếp vào loại rất mạnh. Từ năm 1993 đến nay, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản. Siêu bão này khiến 48 người thiệt mạng và mất tích. Chưa thống kê hết được những thiệt hại do siêu bão gây ra thì trận động đất 6,7 độ Richter xảy ra vào 3 giờ sáng ngày 6 tháng 9 giờ địa phương trên đảo Hokkaido. Trận động đất đã làm sạt lở đất, chôn vùi nhà cửa, thị trấn Atsumi bị phá hủy một phần. Ít nhất 10 người đã được đưa tới bệnh viện chữa trị, trong khi 19 người mất tích và được cho là vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát. Cơ quan quản lý sân bay quốc tế Kansai Osaka đã ra lệnh đóng cửa sân bay và chưa có kế hoạch mở cửa trở lại. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cho biết đến nay chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị ảnh hưởng. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Công dân Việt Nam trong khu vực bị ảnh hưởng cần giữ bình tĩnh, tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn và thông báo của cơ quan chức năng sở tại.
Trước đó, lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại điểm kinh doanh bánh trung thu có địa chỉ tại số 149/2E, khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, do ông Nguyễn Minh Nhật sinh năm 1986 làm chủ. Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện có 3.663 cái bánh trung thu, trong đó có hơn 1.300 cái bánh trung thu hiệu Mooncake, hơn 2.000 cái bánh trung thu hiệu Gertrude Dust, 15 hộp bánh trung thu và 240 cái bánh trung thu không bao bì nhãn mác. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nhật chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số lượng bánh trung thu nói trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Anh Thái Thanh Hiệp ở ấp Nội Ô, thị trấn Ngang Dừa đang nằm điều trị tại trung tâm y tế huyện Hồng Dân, nhập viện trong tình trạng tiêu chảy, nôn ói nhiều lần trong ngày sau khi ăn một tô bún ở quán gần nhà. Về sáng nó ăn bún thịt nướng, rồi xong rồi cái về khoảng 1 giờ bắt đầu nó nôn ói và đi cầu, làm mệt tôi nói vô nhập viện. Thấy nhiều người cũng yoga là bị vụ đó, vụ ăn bún này không, hỏi lại thì ăn bún không à. Nhiều người dân sau khi ăn bún tại một số quán ăn trong thị trấn Ngang Dừa vào sáng và trưa ngày 31 tháng 8 đều có chung triệu chứng giống như anh Hiệp nên phải lần lượt nhập viện. Theo các bệnh nhân này, các quán bún mà họ ăn đều mua bún từ một lò bún trong thị trấn về bán. Theo thống kê, trong 5 ngày qua, Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân đã lần lượt tiếp nhận hơn 20 bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, phần lớn sinh sống ở thị trấn Ngang Dừa đến điều trị. Những bệnh nhân này khi mới nhập viện đều có chung triệu chứng lâm sàng là đau bụng dữ dội, nhức đầu, ói, tiêu chảy nhiều. Thì vô với cái tình trạng đó là bệnh nhân ói, rồi đau bụng, rồi sau đó là đi cầu, tiêu lỏng nhiều lần. Từ ngày thứ 6 nhập được 18 ca đó, thì qua tới ngày thứ 7 chủ nhật là tổng số 23 ca. Những ngày qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Dân đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với thị trấn Ngang Dừa tiến hành điều tra, khảo sát, lấy mẫu thực phẩm, vật phẩm ở các quán ăn uống và các lò bún, cơ sở làm giá đỗ để gửi đi xét nghiệm nhằm xác định rõ nguyên nhân chính khiến các bệnh nhân bị triệu chứng trên. Thưa quý vị, gương chiếu hậu xe hơi là món phụ tùng mà bọn đạo chích ưa thích nhất vì chúng rất là dễ vặt, thao tác nhanh mà bán lại rất được giá. Những chiếc ô tô đắt tiền thì giá trị của cặp gương chiếu hậu có khi lên tới hàng chục triệu đồng. Do đó, nó chẳng khác gì miếng mồi béo bở cho những kẻ chuyên đi lượm phụ tùng ô tô. Đúng là như vậy, và thời gian gần đây trên địa bàn các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, tỉnh Long An liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm kính chiếu hậu xe ô tô. Hầu hết các vụ việc xảy ra, đối tượng lợi dụng các xe ô tô đậu đỗ ở lề đường, cổng trường và sân nhà, quán cà phê và không có những người trông giữ. Đối tượng tiếp cận và nhanh chóng bẻ kính xe ô tô rồi tẩu thoát. Không để quý vị chờ lâu nữa, xin mời quý vị sẽ theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Ông Nguyễn Văn Đến, sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, vừa mua xe ô tô cho con để hành nghề chạy xe dịch vụ. Trong lúc cả nhà đi vắng, đối tượng trộm đột nhập vào nhà, bẻ hai kính chiếu hậu xe ô tô và tẩu thoát. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Giuộc kết hợp cùng công an xã Mỹ Lộc đã nhanh chóng điều tra, trích xuất hình ảnh các camera trên đường và phát hiện hai đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp là Hà Thiện Ý, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, và Phạm Đình Nguyên, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phước Dân, huyện Cần Đước. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy và muốn kiếm tiền tiêu xài nên Ý và Nguyên đã dùng xe mô tô chạy rảo trên các con đường để tìm sơ hở của người dân trộm cắp tài sản. Khi hai đối tượng đến nhà của anh Đến, phát hiện hàng rào xung quanh nhà có chỗ bị sập nên đã đột nhập vào nhà, bẻ kính xe ô tô và tẩu thoát. Đây là cách mà người dân sống dọc đường Cách mạng tháng 8 thuộc phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cảnh báo tai nạn với người đi đường. Chỉ dài hơn 2 cây số, nhưng đoạn đường cứ cách vài mét là xuất hiện ổ voi, ổ gà, thậm chí lớp thảm nhựa nhiều chỗ bị bung lên, tạo thành gờ sóng nhấp nhô. Làm được con lộ này rất là mừng, mà vừa làm xong là vừa hư liền. Xe chạy té hoài, xe con nó chạy người ta hơn người lạ không biết á, té hoài. Chạy tới đây là bắt đầu nó người ta không thấy đường á, ta chạy nhanh quá đó. Cái nó văng người ta xuống luôn á. Có người ta lật xe hổm nè, lật xe của hổm mà có xe tải là cán luôn á. Cái khúc đường này là lũng lỗ là ai người ta cũng phản ảnh hết trơn mà đâu có ai làm lại đâu. Khắc phục mặt đường hư hỏng, người dân phải tự đổ gạch,
đá để dầm vá. Tuy nhiên, biện pháp này không mấy hiệu quả khi mật độ giao thông qua đây quá lớn. Lưu thông trên con đường đau khổ, người dân không chỉ ngán ngẩm mà còn nặng lòng về trách nhiệm của những người đã vẽ nên công trình tiền tỷ nhưng chất lượng lại bị bỏ lửng. Cái này quá tệ rồi, làm cái này là cái nhà nước tốn kinh phí vô trong này là biết bao nhiêu tiền đó mà làm thầu làm kiểu này là rồi, không có còn gì. Người ta làm là ta phải móc đất sình lên hết không? Người ta mới là bơm cát vô, người ta cán đi cán lại, nhiều lần người ta mới bơm cát vô, còn này nó để sình người nào là gác đồ đầy hết trơn luôn rồi để gì nó bơm vô rồi bắt đầu cái nó làm nhanh lắm chứ không phải mà làm người ta ta làm lộ này đáng lý người ta làm mấy năm trời luôn nó mới gọi phải không, nó làm gì chưa chân thấy hoàn thành. Nguyên nhân hư hỏng của tuyến đường được lý giải là do vượt quá tải trọng so với thiết kế ban đầu, từ con đường phụ theo quy hoạch nay trở thành tuyến chính nên khó gồng gánh lượng người và xe lưu thông qua như hiện tại. Tới đây, để khắc phục tình trạng hư hỏng, địa phương sẽ bỏ tiền tiến hành sửa chữa dầm vá, kinh phí tăng thêm, nhưng chất lượng công trình ra sao với nhiều người vẫn là câu hỏi bị bỏ lửng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm nóng đã kết thúc. Mọi ý kiến, phản ánh, những bức xúc về các vấn đề tại địa phương, quý vị có thể liên hệ về số điện thoại đường dây nóng của bản tin Tiêu điểm nóng 097-122-5053. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất, mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.